Để mình chạy vô cái hẻm huyền thoại là anh em cũng biết cái hẻm này là nhà của ai nha anh em. Xe này cục máy ngon quá. Rồi, hello anh em, hôm nay mình dẫn người em của mình đi mua chiếc Xibo. Giờ mình đang chạy thử, nãy giờ mình không có xong quay clip. Thì con này 110 nhưng mà lên 120 rồi. Ô nổi cũng ngon nữa. Đầu tiên thử xì bò thì anh em đạp thử coi nó dễ nổ hay không. Xe này cũng có e. Kim đồ hoạt động bình thường nha anh em. Máy này làm lên 120 rồi, IC11. Đây, để quay xe cho anh em xem. Đây, mấy niền này thì xe hầu như là giờ là xe niền dọn mới không à. Mà dọn thì ok, chạy là được. Con này 110 nhưng mà đầu của nó là đầu 19. Ok, để quay cho anh em xem nè. Em mở ra. Nhìn trong thì lên mô bên sườn rồi nè, mô bên sườn mà nó nhỏ là ok nha anh em. Cục mà nó nhỏ là cục 120 nè. Đó, thấy rồi. Đèn đuốc. Vàng lông này về mình thay lại cũng được, không sao hết. Không quan trọng, quan trọng là cục máy này nó ngon thôi. Về đỡ tốn tiền mà thay sửa rồi. Máy em lắm. Để mở yên lên cho anh em coi. Đây. Cái yên cũng được, có đồ máng nón rồi nữa nè, ốc ác rồi các thứ, ốc thì ốc mới, ok. À, để nổ máy lại cho anh em. Cái xe này đậu trong nhà hổng ngày cũng chưa có. Để mình chạy về. Xe này không biết đi cốt máy, để về hỏi anh bán xe lại hả. Không biết đi cốt máy mà xe chạy bốc lắm. Thank you.
Để mình chạy vô cái hẻm huyền thoại là anh em cũng biết cái hẻm này là nhà của ai nha anh em. Nhưng mà lòng là sổ cách mấy rồi anh hả? Cũng về đi. Để gỡ chứ không về. Ok. Ừ, được. Cái bô nổ bao hay luôn. Con này nổ gắt gà. Nói chung là nổ nghe cho anh tê mình nghe biết rồi. Đấy. Xe mạnh hơn xe nhiều. Xe mạnh hơn xe nhiều. Nhưng mà chắc có sổ trái rồi. Sổ trái. Không cho gì đó.